Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 66 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an. Sáng ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức chương trình Ngày hội đoàn viên nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang cũng như khơi dậy khát vọng, tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đến dự chương trình có Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục tại Hà Nội. Cùng đến dự có Thiếu tá Ngô Minh Tú, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh và đông đảo đoàn viên thanh niên các cấp cơ sở. Chương trình Ngày hội đoàn viên năm 2022 được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các câu lạc bộ, đội, nhóm, với nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể như cò tay xà đơn, nhảy xa, chạy tiếp sức. Chương trình đã tạo được sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Thông qua ngày hội đoàn viên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh muốn tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cho đoàn viên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tạo ra môi trường cho đoàn viên thanh niên được trải nghiệm, cống hiến để từng bước trưởng thành, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.